Hi, xin chào các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ thay chậu cho hai cây hoa đồng tiền này. Mình đã mua về được khoảng vài tháng nay rồi, nhưng mình không thay cái bầu đất cũ của nhà vườn. Mình vẫn trồng mà mình chăm sóc kiểu gì nó cũng không tốt được các bạn. Thì mình đang cho là cái giá thể ở trong cái chậu đất này của nhà vườn là người ta dùng cái loại giá thể mà có các cái loại chất kích thích kích rễ kích cây chứ, nên bây giờ cái giá thể này nó đã làm cho hỏng cái bộ rễ của cây hoa đồng tiền của mình, nên là nó không phát triển được các bạn. Mình chăm sóc kiểu gì nó vẫn chỉ cứ còi cọc thế này thôi. Thì hôm nay mình sẽ tháo cái bầu đất này ra để xem trong cái giá thể của nó có những cái gì nhé, mà cây hoa đồng tiền nó lại không phát triển được nhé các bạn. Đây, mình sẽ tháo cái bầu đất này ra nhưng mình vẫn giữ lấy cái vỏ màu đen này nhé, để mình lại tận dụng lại nhé các bạn. Đây các bạn, sau khi mình đã tháo cái giá thể đất của nó ra thì mình thấy cái đất của nó rất là xấu. Đây các bạn nhìn đây, đất của nó đây. Đất thế này thì mình chăm bón kiểu gì nó cũng không phát triển được. Mà nó, các cái rễ của nó toàn rễ đen thôi, nó không có cái rễ trắng. Thế mình phải bỏ cái đất này đi nhé các bạn, để mình thay đất mới. Đấy, các cái đất như thế này thì cây nó không thể là phát triển được các bạn. Mà mình chăm kiểu gì nó cũng không thể là mình bỏ bớt một số cái đất này của nó đi để mình thay đất của mình vào nhé. Đất này của nó như là cái đất dạng đất đất vừa lẫn cả cát cả gạch sỏi, rất là xấu các bạn ạ. Thằng nào nó làm hỏng hết bộ rễ của cây, cây nó không phát triển được. Đây, cái đất của mình là nó có đất như này đấy các bạn. Đất mình để thay vào chậu của nó là có đất màu nhé. Đất màu là người ta hay trồng ngô khoai sắn đấy các bạn. Cả cho ít trấu này, ít phân gà oai mục này, mình sẽ trộn lên để mình làm đất để thay chậu cho nó nhé các bạn. Đây, mình sẽ chuẩn bị cái chậu như này để mình thay bầu đất mới cho cây hoa đồng tiền nhé các bạn. Đấy, cái chậu này thì nó có hơi nhiều lỗ, nên mình sẽ lót một ít rơm vào để cho đất nó khỏi lọt xuống nhé các bạn. Đấy, mình lót một ít rơm ở phía dưới này để cho đất nó khỏi bị lọt xuống các cái lỗ đấy các bạn.
Mình bắt con giun này xong mình cho luôn vào chậu để cho nó làm tơi xốp cái chậu đất nha các bạn. Đây các bạn, đây nó toàn là đất đất cát với cả đất kiểu đất xấu các bạn. Thế mình bỏ bớt cái đất này đi. Để mình cho vào chậu như các bạn. Đấy, sau khi mình đã thay chậu xong rồi nha các bạn. Thế bây giờ mình sẽ tưới nước và mình sẽ để vào chỗ mát nhé. Và các bạn sẽ xem tiếp đoạn cuối video để mình review lại cái kết quả sau khi cái cây hoa đồng tiền đã được sang chậu nhé các bạn. Hai chậu hoa đồng tiền của mình sau khi thay chậu được một thời gian thì có một cây mà đợt trước nó to ấy các bạn, to mà lá nó xanh hơn, thì bây giờ nó đã phát triển rất là tốt rồi các bạn, nó đã ra một bông hoa rồi và dưới dưới này nó đã đang ra rất là nhiều nụ. Thế còn cái cây mà đợt trước nó có lá màu vàng ấy thì nó phục hồi cũng hơi chậm, nhưng mà cơ bản là bây giờ là cái lá nó chuyển sang màu xanh rồi các bạn, thì nó sẽ phục hồi dần dần, mình chăm sóc nó sẽ tốt dần lên. Thì đấy là cái kết quả mà sau khi mình thay chậu cho hai cái cây hoa đồng tiền đấy các bạn.